Sáng hôm nay ngày 6 tháng 6, chùa Giác Tánh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã trao 150 phần quà cho người khiếm thị và 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Tổng trị giá của chương trình là gần 100 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với những người khuyết tật, đồng thời đem lại cơ hội đến trường cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chư Tôn Đức Giảng Sư về để chia sẻ Phật Pháp cho họ hiểu thêm về vấn đề Phật Pháp trên con đường tu học, đi đến giải thoát giác ngộ, khởi lòng từ bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ chia sẻ những cái phần quà cho anh em khiếm thị, cũng như phát cơm, bếp cơm từ tâm. Nơi nào khó khăn thì những bước chân của người tu sĩ sẽ đến đó chia sẻ và nỗi khổ niềm đau cho họ. Dạ, con có điều gửi tới thầy chùa là con rất là vui và con cảm ơn thầy chùa đã trao dành học bổng này cho tụi con. Dạ, con hứa là con sẽ học hành thật giỏi để không phụ lòng các thầy.